Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 400.000 token có ký hiệu là Ta Inu nha các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả video mà tự động start chatbot. Airdrop này nó sẽ phân phối vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Bấm join airdrop và kết thúc vào ngày 29 tháng 8. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group, kênh seller nữa. Nhận dáng kẹo thế này nữa. Ưa về lắm các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh seller nữa. Rồi các bạn bắt đầu tiếp tục các bạn subscribe kênh YouTube nữa. Rồi trên YouTube nữa các bạn bấm đăng ký nha các bạn. Rồi bạn bắt đập lên nè. Rồi tiếp tục các bạn follow Instagram nè. Rồi các bạn follow Reddit nè. Trên cái đít thì các bạn theo dõi các bạn. Rồi sau khi các bạn theo dõi xong thì các bạn bắt đắp lên. Tiếp tục các bạn follow Twitter và retweet với hashtag này tăng 3 người bạn nha các bạn. Trên Twitter thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like và chia sẻ cho bài viết bài dự án nha các bạn. Rồi các bạn dán hashtag nó vào nè. Giờ tăng 3 người bạn của mình vào các bạn, rồi bấm tweet nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi bạn bấm submit tên. Chờ bot phản hồi. Rồi bấm done. Rồi tiếp tục các bạn gửi đường link YouTube của mình nha các bạn. Thì các bạn mở kênh YouTube mình ra nè các bạn. Các bạn bấm vào kênh của bạn nè. Các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép cái đường link URL mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm đáp lại các bạn gửi cho bot nè. Chờ bot phản hồi chút xíu các bạn. Tiếp tục các bạn gửi lên đường link blue file Instagram nha các bạn. Thì bạn nhấp vào Instagram mình nè. Rồi nhấp vào ảnh mà avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào bài gạch cùng nè. Các bạn sao chép đường link Instagram mình nè. Rồi các bạn bật đáp lại bằng gửi cho bot tiếp tục nè. Tiếp tục các bạn gỡ được đường link profile Reddit nha các bạn. Thì các bạn nhấp vào Reddit nha các bạn. Trên Reddit thì các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nè. Nhấp vào ảnh avatar của mình nha các bạn. Trên Reddit của mình phải nằm đây không ta. Rồi avatar mình các bạn nhấp vào ba cái anh cùng nha các bạn. Các bạn sao chép đường link cái tiếp mình nè. Rồi bạn dán vào đây. Tiếp tục các bạn submit đường link profile Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở Twitter mình ra nè. Các bạn nhập vào ba bên cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Bạn nhập vào ba bên cùng nè, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết tiếp tục nha các bạn. Rồi các bạn gửi vô đây. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với bên B Smart Chain Bet 20 chính với chocolate nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ bên B lên nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn dán vô đây nha các bạn. Mình gửi cho bot tiếp tục nè. Ok tiếp tục thì các bạn gửi lần một link retweet thì bạn mở vô tờ Twitter mình gửi lại nè. Rồi bạn anh cùng nhấp cái bộ sơ nè. Các bạn lướt xuống nè. Các bạn tìm cái bài các bạn chia sẻ hồi nãy nè. Các bạn sao chép liên kết lên nè. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Rồi tiếp tục các bạn bấm sao tiếp để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok các bạn việc lên ghép và chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình chia sẻ các bạn nhận 400.000 token Ta Inu đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.